sinh vật khỏe nhất trái đất. Nó nâng được vật nặng gấp 50 lần cân nặng cơ thể, nhưng nhỏ hơn ngón tay út của bạn. Kiến được xem là động vật khỏe nhất thế giới vì chúng nâng được vật nặng quá mức so với tầm vóc nhỏ bé của chúng. Khó tin được dáng vóc nhỏ lại chính là mấu chốt. Luật bình phương lập phương giải thích tại sao khả năng nâng vật nặng của động vật thay đổi với tầm vóc của nó. Nó liên quan tới sự khác nhau giữa các số bình phương và lập phương. Và điều này liên quan tới sức mạnh và trọng lượng cơ bắp. Chiều dài được đo bằng mét, trong khi diện tích được đo bằng mét vuông. Và thể tích được đo bằng mét khối. Như vậy, diện tích là chiều dài bình phương và thể tích là chiều dài lập phương. Ở động vật, sức mạnh cơ bắp liên quan tới diện tích. Trọng lượng cơ bắp liên quan tới thể tích. Như vậy, sức mạnh cơ bắp tỷ lệ thuận với bình phương chiều dài cơ bắp và trọng lượng tỷ lệ thuận với lập phương chiều dài cơ bắp. Bởi vậy, khi kích cỡ động vật tăng lên, sức mạnh và cân nặng của cơ bắp tăng ở mức khác nhau. Biểu đồ này cho thấy khi chiều dài của cơ tăng, sức mạnh cũng tăng. Nhưng đường mới này cho thấy trọng lượng cơ tăng nhanh hơn. Theo luật bình phương lập phương, khi kiến tăng kích cỡ, sự khác nhau giữa sức mạnh cơ bắp và trọng lượng cơ bắp cũng tăng. Một phần sức mạnh của chúng bị dùng để hỗ trợ trọng lượng cơ thể ngày càng lớn. Vì thế, chúng mất khả năng nâng vật nặng. Vì lý do này, động vật nhỏ hơn với cơ ngắn hơn như kiến khỏe hơn tương đối. Nếu như kiến lớn như bạn, thì phần lớn sức mạnh của chúng phải hỗ trợ cho khối lượng cơ tăng lên và không thể nâng được 1/6 trọng lượng cơ thể của nó.